Vâng, xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Ô Tô Cũ của em Dương Hải Dương. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ kênh và được cập nhật những mẫu xe mới nhất của bên em. Thì buổi tối ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2018, thì em bên em đang trên đường về một cái mẫu xe Chevrolet Vivante với mẫu xe 7 chỗ sản xuất năm 2008. Một cái mẫu xe mang thương hiệu của Mỹ với mức giá bên em đang bán chỉ có 180 triệu đồng. Thì cũng nói luôn cho các bác biết là cái mẫu xe này thực chất là đây là lần đầu tiên và cũng là một kiểm tra rất test rất kỹ một cái mẫu xe Vivante mà bên em đang chạy từ trên Phú Thọ về với Hải Dương của em. Thì một cái mẫu xe này thì cam kết cho các bác một điều là một cái mẫu xe này zin từng có ốc một. Đấy, phải nói là zin từng có ốc. Nội thất thì con này là cực đẹp luôn bởi vì đã kiểm tra và test rất kỹ. Chạy con này thì máy gầm thì rất là ok đối với mẫu xe Vivante sản xuất năm 2008 với cái bản 8 chỗ sản xuất. À, với mức giá là hiện tại em đang bán là chỉ có 180 triệu đồng thôi. Thì cái mẫu xe này cũng cam kết là một cái mẫu xe cũng rất là đẹp luôn. Phải nói như vậy, rất là đẹp. Cái thân vỏ về thì em chỉ tỉa mất khoảng 200.000 tiền sơn thôi để cái mẫu xe này thành một cái mẫu xe bán cho các bác là một cái mẫu xe đảm bảo không đâm đụng và không ngập nước. Keo chỉ zin toàn bộ trên xe, máy êm, số ngọt ngào, côn ngon. Đấy, chạy bốc đối với cái mẫu xe Vivante sản xuất năm 2008 này. Bởi vì cái mẫu xe này em đang trên đường về nhưng thực chất là một cái mẫu xe rất đẹp. Em nóng ruột quá nên là muốn chụp để cho ví dụ các bác nào có nhu cầu mua một cái mẫu xe 7 chỗ về đi gia đình với cái mẫu bản Vivante này thì các bác nhanh tay nhấc máy gọi em theo số điện thoại là 0888907666 để được sở hữu cái mẫu xe này hoặc là đến tại cửa hàng em đường 388 Long Xuyên Kinh Môn để xem xe. Bởi vì mẫu xe này thì có thể là em sẽ chốt vào trong ngày mai bởi vì một cái mẫu xe này cam kết cho các bác là một cái mẫu xe đẹp. Có thể nhận cuộc cọc của các bác nếu các bác nào không ưng về chê cái mẫu xe này xấu em giả lại cọc hoặc là bù hoàn tiền cho các bác cái tiền đi lại đối với cái mẫu xe Vivante này bên em bán ra, cam kết một điều như thế. Bởi vì đã test anh em đã test thử và đảm bảo một cái mẫu xe này là một cái mẫu xe rất là chất, kể cả từ gầm bệ đến máy móc không mục mọt. Đấy, keo chỉ còn zin toàn bộ trên xe luôn và máy hơn nữa là mẫu xe này hoàn toàn là không có tí va chạm nào cả nên đồ đạc con xe này còn rất là nguyên bản từ những cái chi tiết nội thất. Đây là nội thất ghế còn là ghế nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé, chứ không phải là một cái mẫu xe đã thay lại bọc lại ghế mới rồi. Kể cả lớp sơn si con này còn lớp sơn tây của nó còn rất là nhiều luôn, chứ không phải một cái lớp xe đã phủ lại toàn bộ trên xe rồi. Đấy, xe này thì rất là đẹp, chiều lấy được chính chủ luôn, mua mẫu xe này mua chính chủ luôn nên là cái xe người ta giữ rất là kỹ ở cái mẫu xe này. Thì cái mẫu xe này bác nào có nhu cầu thích một cái mẫu xe 7 chỗ về đi gia đình thì cái mẫu này em nghĩ là một cái mẫu xe cũng rất hợp lý, rộng rãi luôn. Cái tầm tiền chỉ bằng một con Nassetti sản xuất năm 2008-2009 thôi, 180 triệu đồng để sở hữu một cái mẫu xe 7 chỗ này. Đời 2008, một cái mẫu xe Chevrolet, một cái thương hiệu của Mỹ, Vivante. Đấy, một cái mẫu xe này thì nếu về để độ đầm chắc mẫu xe Vivante này thì nó cũng tương đối. Bác nào có nhu cầu thì gần đây thì mai qua cửa hàng em xem sớm cái mẫu xe Vivante này. Bây giờ thì mới đang trên đường về, chắc phải đến đêm mới về đến nhà. Vì vậy là bác nào có nhu cầu thì alo cho em sớm để biết chi tiết cái mẫu xe Vivante này. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác.